Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là đường Võ Văn Kiệt nằm trên địa phận phường 6, quận 6. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản hai mặt tiền. Đường Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 6, gần với cầu Lò Gốm đang có nhu cầu bán. Bất động sản đang nằm trong khuôn hình với tổng diện tích đất là 3.576 m². Mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Hiện trạng là đất trống. Về pháp lý thì giấy tờ tài sản công ty đứng tên. Cô chú anh chị quan tâm về lô đất này, về giá cả, chủ trương xây dựng, quy hoạch thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.